toàn bộ quá trình, tình tiết sự việc đã được camera an ninh trước ngôi nhà này ghi lại được. Vào khoảng 10 giờ sáng nay ngày 10 tháng 10, một người phụ nữ đang lây quay chỉ dẫn xe máy rời khỏi sảnh trước nhà. Người phụ nữ vừa đi được khoảng 5 giây, thì một xe ô tô mất lái, lùi trúng vị trí chị từng đứng đó. Nếu chị chỉ chậm rì rì 5 giây thôi thì thực sự không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. xem lại đoạn camera an ninh này hẳn người phụ nữ sẽ phải thầm cảm ơn sự may mắn của mình người phụ nữ may mắn thoát khỏi một vụ tai họa